Vi Anh phản bác sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đến thăm nhà, không tiếp đón khách như bà. Vi Anh nhanh chóng có phản hồi sau khi CEO Đại Nam bất ngờ thông báo trên livestream sẽ đến thăm nhà cô sau loạt ồn ào. Mới đây trên trang cá nhân, ca sĩ Vi Anh đăng tải dòng trạng thái phản bác CEO Đại Nam sau khi người này tuyên bố sẽ đến thăm nhà. Ca sĩ Vi Anh viết, đối với những doanh nhân thực sự kiếm tiền từ mồ hôi công sức, họ bận rộn và biết quý trọng thời gian lắm. Còn loại CEO rác không chịu làm việc để cho chồng quần quật suốt ngày, ganh tị. Sơn sư đặt điều tớ không để lời vào đầu nhen. Nghe nói hôm nay gào thét tức lắm hả bà già Yamaha. Chung cư là văn phòng lính tôi, còn nhà thì tôi nhiều lắm bà muốn đến chỗ nào. Nói vậy chứ tôi chắc chắn là không tiếp đón loại khách như bà rồi. Em hại lắm cơ ý, rác mà, bẩn giả mang con ngang. Bà đã thấy sức mạnh của pháp lý bà sắp phải đối mặt nên muốn đánh lạc hướng nữa thì muộn rồi. Đang ức tôi quá là chứng tỏ cho mọi người thấy tôi cũng có sức nặng ý chứ nhỉ là dối lòng cố dìm tôi ai dè Nguyễn Thị lồ lộ, lộ ra. Thôi đáng quẩy những ngày còn lại vớt vát nào, quẩy mạnh lên là lên là lên nha, lên nóc nhà là té xuống nhà, té xuống nhà trúng cây chỗ cha Em cứ bận gọi là happy và đi chia sẻ yêu thương với những người đẹp người đẹp nết rồi, em làm sao để bước ngon lành càng đào đây ối giời ơi. Hóng mai em đăng hình đẹp nha các tình yêu, để cho mung khóc, thêm một lần nữa thôi, thêm một lần cuối cùng, rồi ta sẽ rời xa. Trước đó vào sáng ngày 25 tháng 10, ca sĩ Vi Oanh đăng tải trên trang cá nhân hình ảnh có mặt tại trụ sở C, A Thành phố Hồ Chí Minh để làm đơn yêu cầu khởi tố CEO Đại Nam vì cho rằng người này vu khống, xúc phạm mình. Sau khi trở về từ cơ quan chức năng, nữ ca sĩ tiếp tục đăng tải dòng trạng thái dài làm rõ về tiến trình vụ kiện. Vi Oanh cho biết, hồ sơ vụ án hiện tại đã đi được nửa chặng đường, đơn đã được thụ lý. Nữ ca sĩ một lần nữa khẳng định dù khó khăn đến mức nào cô cũng sẽ làm đến cùng sự việc các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé